Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói đến 6 công thức tính thể tích tứ diện mà các bạn cần biết. Đầu tiên, mình sẽ nói đến trường hợp 1, trường hợp 2 là các tứ diện đặc biệt. Số 1 là tứ diện đều. Cạnh A. Tứ diện đều là tứ diện có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Và bằng A, thì chúng ta có công thức thể tích của nó là bằng A mũ 3, cạnh 2, chia 12. Đây là một công thức rất quen thuộc và để chứng minh nó chúng ta rất đơn giản. Bằng cách chúng ta kẻ đường cao từ một đỉnh xuống, cho lấy diện tích đáy, sau đó chúng ta tính đường cao theo định lý Pythagore. Và chúng ta tính được thể tích của khối tứ diện nó là A mũ 3, cạnh 2, chia 12. Thì công thức này chúng ta nên thuộc lòng để áp dụng cho nhanh trong các bài tập cần tính toán phức tạp. Ở bên đó đến trường hợp 2, đó chính là tứ diện vuông. ABCD có các cạnh đôi một vuông góc với nhau là AB, AC, AD đôi một vuông góc. Mình đặt AB là bằng A, AC là bằng B, AD là bằng C. Thì đây mình sẽ vẽ minh họa hình tứ diện đó. Nó sẽ trông như thế này. Hình tứ diện vuông. A, B, C, D. Rồi, chúng ta có công thức tính thể tích của nó. V là bằng 1/6 A, B, C. Để chứng minh công thức này rất dễ, ta sẽ tính diện tích đáy là tam giác vuông bằng cách lấy 1/2 tích của hai cạnh, chẳng hạn như AB nhân AC bằng 1/2 A nhân B. Rồi sau mình nhân với lại đường cao là bằng C. Sau mình nhân với 1/3 vào nữa, chúng ta sẽ được công thức là 1/6 ABC. Đến với trường hợp A, mình sẽ nói đến tứ diện có các tính chất đặc biệt. Mình sẽ nói đến trường hợp 3, đó chính là tứ diện gần đều. ABCD. Tứ diện gần đều là tứ diện có tính chất là các cạnh đối của nó bằng nhau. Ví dụ đây, mình sẽ cho hình vẽ bên đây. ABCD. Thì tứ diện gần đều mình sẽ cho rằng AB bằng CD bằng A, BC bằng AD bằng B, AC bằng BD bằng C. Tứ diện có các cặp cạnh đối bằng nhau. Đây, AB và CD bằng nhau, AC và BD bằng nhau, AD và BC bằng nhau. Thì chúng ta có công thức để tính thể tích tứ diện kiểu như thế này. Công thức mang tính chất rất là đối xứng. V bằng cạnh 2 chia 12. Giống bên thể tích tứ diện đều, nhưng ta phải nhân với lại một cái khá là phức tạp. Đó chính là A bình cộng B bình trừ C bình. Nhân cho B bình cộng C bình trừ A bình. Nhân cho A bình cộng C bình trừ B bình. Đây là nó mang tính chất đối xứng A cộng B trừ C, B cộng C trừ A cộng C trừ B. Mình sẽ đến với phần thứ 4. Mình sẽ nói đến tứ diện ABCD có số đo của các cạnh giống như là AD là bằng A, BC bằng B, và khoảng cách giữa AD và BC là bằng D, và góc giữa AB và BC là bằng alpha. Cho tứ diện khi chúng ta biết độ dài của hai cặp cạnh đối, khoảng cách giữa hai cặp cạnh đối và góc giữa hai cặp cạnh đối. Đây mình sẽ minh họa bằng hình vẽ. Đây chúng ta sẽ đề cập đến tứ diện khi chúng ta biết độ dài của hai cặp cạnh đối, khoảng cách giữa hai cặp cạnh đối và góc giữa hai cặp cạnh đối. Thì công thức của nó rất là dễ nhớ. V bằng 1/6 A nhân B nhân D nhân cho sin của alpha. Hoặc mình đến trường hợp phức tạp nhất, trường hợp cuối cùng là mình sẽ xét tứ diện SABC. Bài toán sẽ cho chúng ta: thứ nhất, độ dài từ đỉnh S đến các điểm SA là bằng A nhỏ, SB bằng B nhỏ, SC bằng C nhỏ. Và chúng ta có ra số đo các góc ASB là bằng, mình đặt số đo góc này là x, BSC đặt số đo góc này là y, và CSA đặt số đo góc này là bằng z. Thì chúng ta có công thức tính thể tích tứ diện như sau.
B bằng 1 phần 6. ABC rất giống tứ diện vuông, nhưng ta phải nhân thêm một cái công thức rất dài nữa, chính là bằng 1 cộng 2 lần cos của góc x nhân cho cos góc y nhân cos góc z trừ cho cos bình phương x trừ cho cos bình phương y trừ cho cos bình phương z. Cái này rất hữu dụng khi chúng ta gặp bài toán mà chúng ta chỉ có độ dài của các cạnh xung quanh, đồng thời chúng ta có được các cái số đo của các góc chứa định của tứ diện, thì công thức này rất là hữu dụng cho chúng ta tính được thể tích của tứ diện đó mà không cần phải kẻ thêm đường phụ nào hết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay các bạn đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn nhé.